ăn đi. Công nhận cua vợ luộc là số 1. Ngon. Nghe nói ăn cá thu nhiều là tốt cho gan lắm. Mấy bữa nay bà có tới thăm không? Còn ai? Thì cái bà mẹ vô lương tâm của cháu chứ còn ai. Dạ không. Cô đã nói cụ thể bệnh tình của cháu. Vậy mà cô nói bà nghe làm cái gì? Nói chứ, nói để cho bà đến đây bà hiến gan cho con. Mà nếu không hiến gan thì bà phải đưa tiền để cho con chữa bệnh chứ. Không cần đâu cô. Bà có cho con cũng không nhận. Sao lại không nhận? Mẹ cho gan, nếu mà gan hợp thì anh phải nhận. Nhận hết. Nhận hết, cứ hợp là nhận hết con ạ. Bà còn nói xạo là bà đang muốn đến thăm thằng Ngọc. Thế là cô lôi bà đi luôn. Ai ngờ bà chì lại, bà giấy lên đành đạch ý. Xong rồi bà cắn cô đây này. Trời đất ơi. Mai mốt cô đừng có vậy nữa. Có chết con không nhận gan của bà đâu. Mình Ngọc. Bố ơi, giờ bố còn tiền không? Làm gì? Anh Ngọc anh sắp nằm viện điều trị mà tụi con không còn bao nhiêu. Bố cho con mượn một ít nha bố. Cho con đi nuôi bệnh không công, giờ lại muốn bố nó lo tiền chữa bệnh chứ hả? Bảo đám em nhà đó đi mà lo. Con về nhà cho bố. Con về sau nha bố. Chưa bàn với anh hai đúng không? Chị em mình không nói thì anh Ngọc anh không có biết đâu. Điều quan trọng bây giờ là anh Ngọc phải được ghép gan. Em đưa chị đi làm xét nghiệm đi. Em đưa chị đi làm kiểm tra liền đi chú. Cái khu vực xét nghiệm ở đâu? Ở cuối hành lang phải không? Chị hai. Chị hai. Chị hai. Lầu phòng. Dạ. Có rảnh phụ tục hiến xác cho đi học gì? Chị anh vậy? Cái đó anh phải trực tiếp đến bệnh viện để đăng ký. Với cả